Công an huyện Nam Đàn vừa tổ chức biểu dương Đại úy Nguyễn Sơn Hà, đội tham mưu công an huyện trước toàn thể đơn vị vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời phát hiện, cứu cô gái thoát khỏi yêu râu xanh. Đồng thời, có báo cáo gửi công an tỉnh để có hình thức khen thưởng xứng đáng. Trước đó, vào tối ngày 5 tháng 1, Đại úy Nguyễn Sơn Hà lưu thông trên đường Nguyễn Sĩ Sách thuộc địa phận xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh để đưa vợ đến bệnh viện để khám bệnh. Trên đường nghe có tiếng kêu cứu nhỏ, Đại úy Nguyễn Sơn Hà dùng đèn xe quét xung quanh kiểm tra thì phát hiện có bóng người trong khu vực nghĩa trang cách đường chừng 3 mét. Tiến lại gần, thấy người đàn ông đang cố gắng khống chế cô gái để thực hiện hành vi đồi bại. Thấy có người, đối tượng vùng dậy, chạy lại xe máy trên đường nhằm mục đích bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ, bàn giao cho công an xã Hưng Hòa xử lý. Theo lời kể của nạn nhân, sau va chạm giao thông, cô gái bị đối tượng khống chế. Được biết nghi phạm bị bắt 37 tuổi, trú tại huyện Thanh Trương, vừa đi cai nghiện ma túy về. Sau khi tải và đăng nhập vào phần mềm dịch vụ công giả, quét camera nhận diện, người đàn ông phát hiện tài khoản chứng khoán bị mất quyền kiểm soát, mất số tiền 3 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 25 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, người đàn ông trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, đề nghị ông tích hợp mã định danh tại nhà. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông tải phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi đăng nhập theo yêu cầu, nạn nhân quét camera nhận diện trong phần mềm. Đến ngày hôm sau, phát hiện tài khoản chứng khoán bị mất quyền kiểm soát, bị bán và chuyển hết tiền cho tài khoản khác. Cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được các cuộc điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, sẽ có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 1 giờ 15 phút hôm nay, trong hẻm 453 Lê Văn Sĩ, phường 15, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hỏa hoạn. Lúc này trong nhà có 5 người. Theo người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 2 vợ chồng, 2 người con và 1 người lớn. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã kịp thời hô hoán. Do đó, người trong căn nhà cháy đã chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm may mắn thoát nạn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, thiêu rụi. Bức tường của hai nhà liền kề bị ám khói đen. Được biết, tầng 1 của căn nhà là tiệm cắt tóc. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Tối ngày 21 tháng 1, công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện xưởng sản xuất, sang chiết các loại nước hoa giả nhiều thương hiệu lớn. Cụ thể, cơ quan công an đã phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Bình Việt Nam có trụ sở ở thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, do Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1993, ở tại thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, là giám đốc đang có hành vi sang chiết các loại nước hoa vào những lọ mang nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 2.400 lọ thủy tinh thành phẩm dán nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như Dior, Louis Vuitton, Gucci, Coco. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 500 lít dung dịch hóa chất và 21 kg tem nhãn các hãng nước hoa cùng nhiều phương tiện, đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Tùng cho biết, từ tháng 9 năm 2023, đã mua máy móc, thiết bị, các loại nguyên vật liệu, dung dịch hóa chất chưa rõ thành phẩm và thuê nhân công, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đối tượng cũng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận mua bán sản phẩm nước hoa với một số khách hàng. Ngày 26 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thành phố để che đậy hoạt động phạm pháp ông trùm đội lốt doanh nhân chuyên làm từ thiện. Trước đó, từ đầu năm 2023, qua nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận thấy trên địa bàn có nhóm đối tượng ngoại tỉnh nghi ngờ hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi nên tập trung xác minh. Đáng nói, khi con nợ không có khả năng trả tiền, nhóm này uy hiếp, đánh đập để buộc con nợ phải trả tiền với lãi suất cao. Quá trình thu thập thông tin, cơ quan công an xác định nhóm này do Trần Đình Quân, sinh năm 1982, quê ở tỉnh Nghệ An, thường trú tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Dưới Quân còn rất nhiều đối tượng, hầu hết là người ngoại tỉnh.
Trong đó, Trương Việt Hoàng sinh năm 1999, quê tỉnh Nghệ An và Vương Quang Hiệp sinh năm 1986, quê ở thành phố Hà Nội là những đối tượng giúp sức chính cho Quân. Cụ thể, Hoàng là tay chân thân cận của Quân, thay mặt Quân đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Nhóm này rất tinh vi khi dùng thủ đoạn cho vay nặng lãi bằng hình thức như cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ vay tiền. Đặc biệt, Quân rất ma mãnh, chỉ đạo đàn em thay mình điều hành đường dây, lấy vỏ bọc kinh doanh buôn bán và thường xuyên làm từ thiện nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tiếp tục bám sát, xác minh, cơ quan công an xác định có nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe dọa cả người thân của con nợ với mục đích thu hồi tiền. Điển hình là có hai nạn nhân được nhóm này cho vay 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do việc làm ăn không suôn sẻ nên cả hai không có tiền trả gốc và lãi cho Quân. Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa hai người này về nhà ở đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ. Do không có khả năng trả nợ, hai người này đã nói với nhóm Quân có một người trú Đà Nẵng vay của mình số tiền 2,9 tỷ đồng. Thực chất số tiền mà hai người này tố mượn không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho vay. Tuy nhiên, Quân giao Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này để thu hồi nợ. Hoàng và Hiệp tìm đến nhà nạn nhân, buộc người này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ đồng. Nạn nhân không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp thì bị các đối tượng giam lỏng tại chính căn nhà của mình, đồng thời cắt cử người giám sát, uy hiếp tinh thần, khiến cả nhà nạn nhân hoang mang, lo sợ. Thậm chí khi nạn nhân đưa con đi học cũng có bốn đối tượng đi kèm và luôn theo sát. Đến chiều ngày 18 tháng 1 năm 2024, cảnh sát ập vào nhà bắt giữ Hiệp khi đối tượng đang tiếp tục uy hiếp tinh thần, tạt nước vào mặt nạn nhân. Tổ trinh sát thứ hai theo dõi Hoàng và bắt giữ đối tượng trên đường Lê Văn Quý, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu nợ bằng việc uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu và chỉ đạo. Đến ngày 25 tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Trần Đình Quân về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời kêu gọi những đối tượng trong nhóm ra trình diện để hưởng khoan hồng. Khám xét hai địa điểm mà các đối tượng thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này. Vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy bắt những người liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi này.